Hồi trước em có tham gia câu lạc bộ nhưng mà em mới out tại vì một số lý do cá nhân. Tham gia câu lạc bộ là một môi trường rất là tốt để bạn kết thêm nhiều bạn mới, với lại bạn học thêm nhiều kỹ năng, đặc biệt là môi trường đại học khi mà bạn học được rất là nhiều cái mới và cái hay nếu mà bạn tham gia cái câu lạc bộ mạnh và lớn trong trường. Nghĩ là năm nhất năm hai các bạn nên tham gia câu lạc bộ để có thể học được những thứ gần gũi nhất, và khi mà các bạn năm ba năm tư thì nên đi làm để có thêm kiến thức cho cái ngành của mình. Nói. Sinh viên thì ngoài việc học thì có thể tham gia câu lạc bộ để học thêm nhiều cái kỹ năng mềm hoặc là những cái kỹ năng mà những bạn đó mong muốn được học thêm. Còn việc đi làm thêm thì đó là nhu cầu của mỗi bạn với lại một những cái suy nghĩ của riêng của mỗi bạn, nên là em không có ý kiến nào. Cái này thì tùy định hướng của mỗi bạn, thì mỗi môi trường khác nhau thì các bạn sẽ được học những điều khác nhau, và câu lạc bộ hay là đi làm thì cũng giúp chúng ta học được những điều gì đó, cho nên là mình cũng khuyến khích các bạn là nên tham gia hoạt động ngoại khóa như là câu lạc bộ hay là đi làm thêm trải nghiệm cuộc sống. Năm nhất năm hai thì mình tham gia câu lạc bộ truyền thông multimedia của trường đại học quốc tế Hồng Bàng, nhưng mà hiện tại thì do việc học cũng khá nặng á, với mình đi làm thêm thì mình đã dừng công tác và làm việc với lại câu lạc bộ rồi, nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn nên tham gia câu lạc bộ. Hồi trước em có tham gia câu lạc bộ nhưng mà em mới out tại vì một số lý do cá nhân với lại khá bận về thời gian ha, nên là không có thời gian đủ để tham gia. Hiện giờ là mình đang tham gia câu lạc bộ Open Marketing Group và mình đi làm thêm ở một quán cà phê ngay cầu Thị Nghè. Nhất thì em cũng có tham gia, tuy nhiên mà năm 2 thì em cũng bắt đầu định hướng là đi làm thêm. Bạn đã trả lời ba câu hỏi của tôi thí nghiệm sau khi, và sau đây mình xin gửi bạn một món quà nhỏ. Xin cảm ơn bạn nhiều. Dạ, cảm ơn.